mọi người đã ghé thăm ngôi trường tiểu học Hoàng Diệu. Ngôi trường được tọa lạc tại số 33 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay cô sẽ dẫn các bạn ghé thăm ngôi trường Hoàng Diệu thân yêu của mình nhé. Mời các bạn cùng đi với cô. Các bạn có nhìn thấy sân trường các bạn mình có nao nức được đi học trở lại sau 6 tháng nghỉ dịch. Cô đi cô thì rất là nao nức và nhớ các bạn lắm đấy. Và ngày hôm nay các cô bên chi đoàn đã cùng nhau chung tay dọn dẹp và chuẩn bị một cái môi trường học tập thật tốt để cho các bạn mình vào học trở lại một cách an toàn và vệ sinh nhất. Mời các bạn cùng đi theo cô nha. Các bạn có thấy không, các cô bên chi đoàn đang rất nao nức một công trình sạch sẽ và dung nghỉ dịch đó. Chú Minh ơi, con làm việc một chút nha. Chú sơn này cho nó trắng đẹp và chuẩn bị mình vô năm học mới mình đón học sinh rồi. À dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Chắc là các bạn học sinh sẽ rất là thích đây. Rồi. Dạ. Trong ngày mai mốt mà mình có thể mình vẽ bông hoa rồi cho nó đẹp chứ. Dạ. Chắc con với đại chị đây sẽ làm gì chấp nhận đi quá. Cảm ơn chú Minh rất là nhiều. Chào các bạn nhỏ, các bạn có thấy là sân bóng đang rất buồn bã khi vắng bóng các bạn không? Sân bóng đang chờ đợi chúng ta vào một ngày sắp tới khi các bạn quay trở lại nhé. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Ủa Thư, con đang làm gì vậy? Dạ, con đang cho anh làm vợ cho con học. Nó chưa đến ngày vào trường mà con. Nhưng con đang rất là hấp để muốn tới trường. À vậy thì bây giờ mẹ con chúng ta cùng nhau soạn tập vở để mong đợi đến ngày vào trường nha. Yeah. Bây giờ con sẽ tập vở đi nào. Con sẽ xong rồi. À, con xong đây, con mặc đồ này. Con đang ở nhà mà. Nhưng con muốn đến trường. À, con mong được đến trường nên con mặc đồ này cho đẹp đúng không? Dạ. Rồi, hy vọng là mẹ con chúng ta sẽ cùng được đến trường nha. Dạ. Chị thấy em vẫn còn học online mà phải không? Chị báo cho em một tin vui nha. Chị vừa đọc được một thông tin là chúng ta sắp được trở lại trường rồi đó. Ủa chị hả chị? Ừ. Để hỏi mẹ nha. Các bạn ơi, các bạn có hào hứng giống như mình không? Hẹn gặp lại các bạn ở trường nhé. Các con ơi, trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang tiếp diễn, khi mình đến trường thì các con hãy luôn nhớ hãy rửa tay sát khuẩn nhé. Bồn rửa tay đã được bố trí rất gần cổng trường và được thiết kế chiều cao phù hợp với các bạn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn các bước rửa tay đúng cách nhé. Các con nhớ mình hãy làm ướt bàn tay, sau đó bơm một ít dung dịch nước rửa tay vào lòng bàn tay
Bước 1, mình sẽ chào sát hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chào lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chào hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón tay. Bước 4, chào mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5, chào ngón tay trái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, chào các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Sau đó chúng ta sẽ sạc tay lại với nước. Cô vừa mới dẫn các bạn chương trình rửa tay đúng không?